Bộ Công Thương vừa long trọng tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo bộ, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ. Phát biểu tại hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ của Bộ Công Thương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, báo cáo của lãnh đạo Bộ Công Thương trình bày rất vắn tắt nhưng giúp chúng ta hiểu khá sâu sắc về bộ máy tổ chức, những công việc trọng tâm, đặc biệt là tầm nhìn và những nhiệm vụ sắp tới của Bộ Công Thương. Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, nước ta đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có nền công nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu ở mức khá cao, thuộc vào nhóm các quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp trung bình cao và đưa nước ta cơ bản hội nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là những thành quả có được nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn ngành công thương, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, là tiền đề quan trọng tạo động lực phát triển ngành công thương trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, trí tuệ, với sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu tại hội nghị, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, qua nghiên cứu tìm hiểu, tân Bộ trưởng ý thức sâu sắc rằng Bộ Công Thương là bộ có chuyên môn quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Với trọng trách của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành công thương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa của ngành.